Hôm nay có cô Tư và thăm anh Khanh U47, bây giờ U75 với U47 ra bữa nay gặp nhau nữa rồi. Nó có công chuyện gì hôm qua gì cử lộn gì đó thì sáng nay mình sẽ xuống đây để ghi hình coi như thế nào. Trời ơi, thấy không? Nói tới cô Tư bạo thấy không? Trời ơi. Kiếm chuyện có không bạo? Kiếm chuyện gì nói đúng với sự thế, đúng sự thật chứ. Đúng sự thật chứ, phải không cái Tư? Phải không vô rồi à? Ăn vô, thấy không? Chắc thiêu ông Khanh dữ lắm nè, mê lắm mò mò. Đánh khe đắng với hai đứa mày ăn gơ, một chết hết được hai đứa vậy. Này ăn gơ với cô Tư với anh Khanh dữ lắm nè, nhớ dữ lắm lên nè. Hết nói nổi luôn. Bà nhớ bà mới lên. Ờ, lên thăm rồi. Bà không nhớ sao bà lên? Chút kéo ghe về, kéo ghe về nha. Nhớ gầm mà kéo xuống cho bà. Cái bữa bộ giặt đó là bộ giặt gì? Cái bộ giặt ngủ hàng ngày đó, bộ giặt đâu ra? Bộ giặt đó của cô Tư mua đó là tới Tết nó 2 năm nữa. Thì cô Tư có rồi, chẳng lẽ mua vô rồi chỗ đâu bỏ? Bàn có nè, ghế có nè. Thì bàn có mà ghế con đem lại hai ghế nhỏ xíu đó. Rồi cô Tư mới nói kêu con là mua cô Tư dùng cho cô Tư hai cái ghế bự đi, rồi đem hai cái ghế bự đó đem về nhà đi. Mà con nói ngày qua ngày nói giết hết tin rồi. Lấy ghế salon không? Nói giết không phải không, ghế salon gì mua cái ghế mũ thứ bên Giàn Thượng được rồi, hai cái đó cỡ 160 hả? Ý là lấy cái ghế cây á, ghế salon mà ghế cây á, lấy không? Không khỏi đâu. Đưa cho hai cái bự luôn. Mua ghế mũ thứ bên Nhàn Thận được à, hai cái đó là cô Tư có hỏi rồi, nó đòi tới 170 đó. Cô Tư trả 150 nó không bán. Tại cô Tư muốn cái ghế bự đó ngồi với cái chảo đậm có nốt canh mà hả là. Chứ bữa giờ nấu bằng gì? Hả? Bữa giờ nấu bằng gì? Cái chảo nhỏ xíu đó mà luộc bầu rồi nó cũng có chút xíu chuyện tô nhỏ vậy, chảo nhỏ đó nó nhậm gì. Cô Tư muốn chảo bự cỡ này vậy là được rồi, nếu bự vậy là vừa nóng rồi. Cỡ nào nói coi, cỡ nào, cỡ nào chảo, cỡ nào chảo mới lớn vậy nè. Mà lớn vậy hả? Chảo mới lớn mà đó, cỡ này được rồi. Nói rõ ràng nha, khi mua rồi chê nhỏ nữa không, mệt á. Nhỏ đâu, cỡ này thì được rồi đó. Ngồi lớn lên nữa nè, hồi nãy nhỏ giờ lớn nữa nè. Thì bé lớn nè, bé lớn được rồi. Chậu lớn nữa không? Giờ cũng có 120 à, 120 ngàn rồi. Thì mua chảo thường cũng được, chứ không cần chảo chống dính ha. Gì? Chảo thường cũng được, chảo trắng á. Cái là chảo màu trắng á, chảo nhôm á, đúng không? Mua cái chảo mà thứ cái son tưng nó mua đó, mua thứ loại đó nó mới cắt. Loại nào nữa ta? Màu gì? Thấy chưa cười? Thấy rồi. Trời ơi, mua phải đúng kiểu cọ rồi, đàng hoàng đúng màu nữa ha. Là ông nói chảo nhôm vậy đúng rồi. Rồi hết anh Tiện Khanh chưa? Hay là nói được rồi, dỗm ngày qua ngày chắc nó Mỹ qua mới có gì. Dốc quá trời quá đó. Thì con đang chờ đồ Mỹ về mà. Nói lần nói rửa ngày qua ngày. Em ơi, nó không mua cho cô Tư nói chuyện ngọt như đường gút cũng hết tin được rồi. Dốc quá trời quá. Tao ghét nhất mấy thằng nói dốc. Trời ơi trời. Thiệt, nói dốc tôi ngứa miệng mà tôi ưa nói à. Nói là phải có, đừng nói dốc. Nói dốc ai tin? Rồi rồi anh Tân bữa giờ giúp quá trời luôn rồi sao không nói? Ở tới chừng người ta bỏ mấy ngày giờ nói lum la vậy? Bữa nay là nhiêu ngày, cả tháng là còn gì nữa? Làm gì tới tới cả tháng? Chứ còn gì nữa? Mới trao tiền trước 10 ngày trước. Mới trao tiền đi trước 10 ngày đi. Có mình con thấy đâu có xài gì đâu mà than dữ vậy? Than gì? Rồi tiền nó cứ mua vàng đi, để đó đi. Ừ, giết rồi. Tôi muốn mua gì tôi mua, nhiều chuyện quá. Tôi giết cả chôn vàng rồi quên chỗ đi đào lên làm sao? Bây giờ hiện tại là tôi còn đói dài nó ở đó mà vàng. Ủa, bữa nay tiếp xúc mới thấy cô Tư nóng á. Lần đầu tiên mới thấy cô Tư nóng luôn á. Tao
đâu đang nóng rồi, thằng nào nói bậy là tao ghét, là tao ngứa miệng là tao nói à. Đừng chọc coi, chọc ngứa miệng là tao nói à. Trời ơi, bữa nay tự nóng luôn rồi. Tự hết cái đầu. Ừ, canh canh cái gian hồi nó giặt xuống rồi, nó đi mất tiêu nữa, giờ tới Mỹ Thanh 1 giờ nè. Có mắc lắm. Nước đang trôi quá trời luôn kìa. Không dễ đâu mà, tôi cột rồi đừng có nói hù nhắc ma gì, không có trôi được đâu. Rồi nói chút gì của tôi còn sớm sớm á. Tính ở đây luôn hả? Đây vậy cho nước được rộng. Chưa làm mà. Nước vậy mình sau. Chảy đưa lên mà. Chảy lên là lỗi. À quên quên đúng rồi. Nước đang. Đừng có hối. Cái chuyện tôi đi về là tôi biết. Đừng có hối. Đừng tại tôi. Sợ tư ở đây nhậu nữa làm sao? Nhậu đâu vậy? Mất công kêu người lên rước nữa mệt nữa. Đã ăn sáng chưa? Qua có nhậu không? Ủa? Có chứ. Tôi với anh Bưởi với ông nội này nè. Ba người một xị mà còn muốn không hết, nó nấu hoài. Chắc không? Chắc một xị không? Chắc. Một cây già xanh là một xị đúng không? Một xị mà còn không hết nữa kìa. Cây xanh nửa lít. Nửa lít á. Nửa lít đâu vậy? Một cây già xanh là nửa lít á. Hỏi tới sáng luôn à. Ủa quá hỏi rồi, tao nóng rồi tao cấy vô mặt rồi. Ủa bữa nay cô Tư nóng dữ ta. Lần đầu tiên mới thấy Tư nóng rồi. Ô nóng sao cười. Ôi, dạ. Cái tụi mình thì mạnh nào cho tiền nhiều. Bữa nay nghỉ rồi, không ai uống rượu uống gì nữa đâu. Trời ơi, bán hai cái răng đi để bác cười lời có một cây à. Đúng rồi, có chú anh chị đâu nhấn răng ra cho khán giả xem thử coi. Có khi có khán giả thương rồi chồng răng cho làm sao. Đâu thử xem răng coi con xem coi. Thôi mày. Ok, không có tiền mua chảo mà có tiền là chồng răng cho đó. Muốn được răng đẹp không? Không. Đâu xem thử cười cái quá ngốc lắm. Có cần không? Cần chồng răng không? Không. Nói chung con quay lên báo lên đây được, có khi tiền có khán giả rồi. Hả? Tiền đâu trong răng vậy? Đây nè. Để đang quay lên khán giả xem nè. Mình thằng Quân đang xem nè. Cho tiền chồng răng. Cái thằng quỷ. Anh sao? Ồ. Nó ta cười ra thằng rồi đó. Tư nè. Nhắm lại luôn. Không ai chồng răng nhiều tiền mới người ta không có lo cho mày. Đâu có nhiêu đâu ạ. À. Đâu có nhiều đâu. Có mấy triệu bạc. Mình nói chung già mình trồng cái là vừa vừa thôi. Nhai xương nữa. Ừ. Để nhai xương. Nhai. Đưa ngón tay cho nhai ngón tay luôn cũng được nữa. Nhai cái nút bỏ hàm răng nó xuống hết rồi. Cảm giác răng á tối phải lấy ra. Quỷ tân bữa hôm nó đi trồng ba cây mà đi có hai bữa mà rồi đó. Đâu phải đi trồng liền có liền đâu. Ừ. Phải hẹn mấy ngày luôn á. Cười cái coi. Nó trồng có ba cây mà nó nói 2 triệu mấy vậy đó. Bên là 2 triệu tư, 2 triệu rưỡi vậy đó. Thì thẻ mà. Ơi. Ơi. Chứ đâu phải ai trồng cho mình. Rồi. Ơi. Đâu phải ai trồng cho mình cây 100 ngàn. Ơi. Ơi. Nè. Thì trồng rồi nó có nó đi bữa trước không bữa sau đi nữa mới rồi đó. Không phải bữa một là được đâu. Nè, đúng nè, rồi. Nè, nói nghe nè. Cười cái coi. Ông quỷ đầu đảm đâu, quỷ đâu phải. Cô Tư cười lên đẹp chứ trời. À, cười đẹp chứ bộ. Nè, giờ anh Thanh lại là bạn hết cây găng nữa đó, bảo đảm. Cô Tư á. Ông bẻ cái găng, bẻ thêm ngón tay nữa. Bẻ thêm ngón tay nữa. À, cái tài ơi. Ông Tư cười là đẹp đi. Nhắm bắt cái sợ. Vợ ta thấy là bẻ răng rồi không biết đâu mà. Bắt tay. Bắt tay. Bắt tay. Dám không? Dám không? Bắt tay cái coi. Nói gì nói cho con cứu không được nha. Ừ, cứu không nổi đó. Cứu không nổi đâu á. Bắt tay cái coi. Cái chuyện gì? Bắt chuyện này thôi. Là... Bắt thử đi. Khỏi hù. Bắt tay cái răng nữa con biết không nha. Bắt tay cái coi. Khỏi hù. Lẹ lên, đừng chọc cô nóng lên nha. Bắt tay đi. Bắt sợ tay gì? Thôi. Bắt thì anh Khánh thấy liền à. Tì cười. Ê, đứng nãy giờ lâu rồi đó nha. Nhanh lên. Không dám bắt tay luôn hả? À? Sợ dễ anh Khánh. Gì vậy? Đang muốn mà không dám. Không dám ha. Thôi bắt cái đi. Thôi bắt cái đi. Bắt cái đi. Tình nghĩa. Tình thương mới. Đúng rồi, đúng rồi, okay cũng vậy chứ. Giận đấy.
Rồi nói chung đừng có ganh tị anh Khanh nữa nha. Rồi thấy anh Khanh ta cho đồ gì cô Tư mừng hết nữa đó, người đó ganh tị gì người này người kia mệt lắm. Bữa giờ anh Tân lo cho cô Tư quá trời lo luôn rồi chứ không phải không lo đâu. Vô lấy cho anh có thuốc rồi. Anh tại vì tao thấy sao tao nói vậy à. Vô lấy cho anh có thuốc. Bởi vì tao không có. Thì có làm sao con cũng nói vậy đó. Tụ á. Tụ thuốc trong nhà nha. Trời đấy, nhà nghỉ có thuốc. Có nhà nghỉ không? Có nhà trọ, nhà trọ. Muốn về đi nhà nghỉ á. Nhà trọ, nhà trọ. Nói chung mà cũng lâu lắm mới ghi hình cô Tư nha. Nói chung bữa giờ đâu đó cũng hơn 10 ngày đó. Ừ, giá làm sao cái xuồng đó. Nó chặt. Ôi, ghê ai chơi kìa. Chơi đâu được mà chơi đúng đó. Ủa sao không chơi? Nãy cột chín chưa? Nước đang chảy xiết dữ lắm á. Không chơi hả? Ủa lỡ rồi trôi rồi gây xuống tới Mỹ Thanh 1 hay sao? Sao mà trôi được quá. Tư nói vậy chứ không đi thăm là nó trôi hay sao? Ồ, ngày hôm nay là đăng clip tên là Tư có thể là có tiền để sửa hầm găng hay đó. Tư không có đi đâu. Ủa cô Tư sợ ghe để giặt tôi giờ cô Tư đi 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 xem ghe sao vậy không lấy nước lên uống không là sao không lấy nước lên uống để ngồi nó hết nước á nó đang lạnh uống ngon hơn để ngồi nó ấy nó không ngon nước ngọt á uống dài dọc đường à vậy hả rồi giờ trong ghe đó là lụm được mấy ngày mới được nhiêu đó lụm ngày hôm qua không được nhiêu đó rồi bỏ ghe ở đây luôn. Vậy chứ nước lớn chiều rồi nó chảy băng băng rồi làm sao bơi giờ tới cấm thì chắc cả 10 giờ tối nó mới mở cấm á, nước rồng nó mới mở. Trời ơi, hay là kiếm cửa lên tới đây hả? Hay là kiếm cửa lên thăm Khanh, sợ kiếm cửa quá kiểu này.